Yep, we're tight. Êm lại hơn nữa là bây giờ. Mó sao mà cổ nó thoát bằng này bây giờ. Bày cổ. Bày cái bánh mà. Bánh xa hả? Xa mấy chỗ. Cái chỗ thôi rồi cái đấy mà. Vì lột khơi bắt cái tay nhưng mà ai là lột được. Khơi bắt mình đồ thì đây.